Đã gần 4 tháng nay, anh Phương chưa được về thăm nhà. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian qua, anh cùng các đồng đội của mình thực hiện công tác kiểm soát chốt chặn tại biên giới để ngăn không cho công dân xuất nhập cảnh trái phép. Các công dân về không cứ về một mốc, về một đường mòn mà nhiều đường, cho nên cái quá trình vất vả của anh em là đi tuần tra kiểm soát là rất vất vả. Đêm hôm bà con về thì về đêm tầm 3 giờ sáng, 4 giờ sáng. Quảng Long là đồn biên phòng đóng ở nơi hẻo lánh, địa hình đi lại khó khăn nhất trên tuyến biên giới Cao Bằng. Thế nhưng đây lại là đơn vị phát hiện bắt giữ số người xuất nhập cảnh trái phép nhiều nhất trong những ngày qua, hơn 1.900 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng một số vụ vận chuyển thiết bị y tế, thuốc lá nhập lậu. Thấy cái nguồn nguy cơ lây nhiễm cao, sau khi tiếp nhận cái số công dân về, ngay ban đầu chúng tôi đã lấy những thông tin nếu như những công dân ở những tỉnh Hồ Bắc hoặc Bắc Kinh là chúng tôi phải phân tách riêng và thông báo cho trung tâm y tế có những xe chuyên dụng để đưa những cái công dân này cách ly đặc biệt luôn ngay từ đầu. Hiện Việt Nam có trên 8.000 km đường biên giới, trong đó gần 5.000 km đường biên giới đất liền. Bộ đội biên phòng triển khai trên 1.600 tổ chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 nơi biên giới. Tuy nhiên, với đường biên dài phức tạp, do đó ngoài tăng cường các lực lượng trinh sát, lực lượng điều tra nắm bắt tình hình, bộ đội biên phòng phát động phong trào quân chúng bảo vệ an ninh biên giới, phát động các cấp các ngành địa phương cùng vào cuộc với bộ đội biên phòng ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho toàn dân là vào cuộc, rồi là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm soát biên giới như là công an, hải quan, dân quân và các đoàn thể. Thứ hai là đối với công tác nhiệm vụ biên phòng, đội ngũ trinh sát và ma túy thì chúng tôi sẽ sử dụng các lực lượng mật để nắm tình hình nội ngoại biên trong quá trình đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh bằng những quy hoạch nhiệm vụ và chuyên án để đảm bảo là không để cho công dân lọt qua biên giới vào trong nội địa. Được biết trước đó nhằm siết chặt việc xuất nhập cảnh qua biên giới, ngăn chặn nguồn lây nhiễm COVID-19 từ các nước láng giềng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã lập 8 đoàn kiểm tra các tổ chốt chặn đường mòn lối mở trên các tuyến biên giới. Các đoàn kiểm tra sẽ đến biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, An Giang và Tây Ninh.